Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Huyện Quai Châu và huyện Ân Thi đón chuẩn huyện nông thôn mới và huân chương lao động hạng 3. Hiệu quả từ chương trình tiết kiệm điện. Xã Nguyên Hòa làm tốt xử lý vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Khoai Châu tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Khoai Châu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, đón nhận huân chương lao động hạng 3. Đến dự có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Từ năm 2011 đến nay, huyện Khoai Châu huy động hơn 6.000 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó gần 2.000 tỷ đồng xã hội hóa. Kết quả gần 10 năm triển khai thực hiện, năm 2019, 100% xã trên địa bàn huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người ước năm 2020 đạt gần 60 triệu đồng một người trên năm. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, 100% tuyến đường trục thôn ngõ xóm, đường xã liên xã, đường từ trung tâm xã đến huyện đã được cứng hóa, bê tông hóa, nhựa hóa. 100% xã thị trấn có hệ thống điện đạt chuẩn. Xây dựng nông thôn mới đã góp phần đưa kinh tế nông thôn liên tục tăng trưởng khá, nâng cao giá trị gia tăng và từng bước thu hẹp khoảng cách giữa thành thị với nông thôn. Sự khác biệt trong tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở huyện Khoai Châu là hình thành vùng phát triển, vùng ứng dụng, vùng chuyển đổi tập trung. Nét độc đáo trong chỉnh trang nông thôn ở Khoai Châu là phát huy tối đa tính sáng tạo của từng cộng đồng dân cư, tạo nên nét riêng biệt của từng khu dân cư, từng thôn, xóm, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân nông thôn. Với kết quả đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Khoai Châu vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ trao huân chương lao động hạng 3 cho nhân dân và cán bộ huyện Khoai Châu. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trao bằng công nhận huyện Khoai Châu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã biểu dương và chúc mừng những thành tích trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Khoai Châu đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong thời gian qua. Để chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện tiếp tục phát triển bền vững, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tích cực vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, ưu tiên bố trí nguồn lực, vận dụng sáng tạo cơ chế chính sách chung và điều kiện cụ thể của địa phương để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, tiến tới xây dựng xã huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Khoai Châu cần triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, huy động các nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, tạo chuyển biến hơn nữa nhóm các tiêu chí văn hóa xã hội, môi trường, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân nông thôn. Nhân dịp này, 7 tập thể và 12 cá nhân đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Huyện Khoai Châu tuyên dương cho 26 tập thể và 43 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Cũng trong sáng nay, huyện Ân Thi tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và huân chương lao động hạng 3. Dự buổi lễ có các đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Nguyễn Văn Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, các đồng chí nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Quang Huy, Nguyễn Khắc Hào, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Ân Thi huy động được hơn 5.000 tỷ đồng. Đường giao thông, cơ sở vật chất, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế không ngừng được đầu tư nâng cấp, xây mới. Phong trào hiến của, hiến công, hiến kế trong xây dựng nông thôn mới được lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Toàn huyện đã chuyển đổi gần 1.000 hectare đất cây lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm.
cây ăn quả, phát triển một số giống cây con đặc sản gắn với tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương. Trong đó có cây vải trứng Hưng Yên tập trung tại xã Đa Lộc. Nếu năm 2011, thu nhập bình quân theo đầu người chỉ đạt 23 triệu đồng một người, thì đến nay đã đạt trên 50 triệu đồng một người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,73%. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng chúc mừng những thành tựu trong phong trào xây dựng nông thôn mới mà Đảng bộ và Nhân dân huyện đã đạt được. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, huyện Ân Thi tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 7 về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Xác định mục tiêu xây dựng huyện Ân Thi đến năm 2030 trở thành thị xã công nghiệp hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, thực hiện nghiêm chỉ thị số 02 và kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, đẩy mạnh đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực có kỹ thuật cao, đào tạo công nhân công nghiệp, công nhân nông nghiệp. Cùng với đó thì chúng ta xây dựng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và tháo gỡ rào cản, tập trung giải phóng mặt bằng khu cụm công nghiệp, xây dựng hạ tầng và tạo môi trường thu hút đầu tư trên địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự, tăng cường công tác đảm bảo an ninh nông thôn, vừa phòng ngừa hiệu quả và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy và tín dụng đen, giữ vững an ninh trật tự, giải quyết kịp thời và dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo, tranh chấp mâu thuẫn nội bộ ngay từ cơ sở. Tiếp tục thực hiện sâu rộng phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên liên tục trong phong trào thi đua của tỉnh. Nội dung hình thức thi đua phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, tập trung xây dựng đảng bộ, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày một trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, trao huân chương lao động hạng 3 tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ân Thi. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ân Thi. Trong dịp này, có nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Động tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giới thiệu sản phẩm hàng hóa uy tín, chất lượng. Tại hội nghị, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã phổ biến tuyên truyền một số nội dung cơ bản của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản hướng dẫn thi hành luật và một số kỹ năng, nghiệp vụ áp dụng pháp luật trên thực tiễn đến đông đảo cán bộ hội viên, hội phụ nữ trên địa bàn huyện Kim Động. Cùng với tuyên truyền phổ biến pháp luật tại hội nghị, một số doanh nghiệp trong tỉnh đã giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu của công ty, dấu hiệu nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng nhái thương hiệu, sản phẩm hàng hóa của công ty, giúp người tiêu dùng tránh mua phải hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Để chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực cho từng gia đình và cộng đồng, thời gian qua, Công ty Điện lực Hưng Yên đã tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm. Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và cũng để tiết kiệm kinh phí phục vụ sản xuất, Công ty Cổ phần ABC Việt Nam ở xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử đã tuyên truyền đến cán bộ, công nhân của công ty biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, tiến hành thay thế thiết bị sử dụng nhiều điện năng trước đây thành các thiết bị tiết kiệm điện. Nhờ đó, 10 tháng năm 2020, doanh nghiệp đã tiết kiệm được gần 780.000 kW, tương đương với trên 800 triệu đồng. Chúng tôi đã về triển khai thay thế toàn bộ các hệ thống bằng hệ thống đèn LED. Cái thứ hai là thay thế các hệ thống biến tần để cho các cái hệ thống máy lớn, để một là ổn định trong quá trình chạy, hai là cũng để giảm thiểu cái tiết kiệm chi phí điện năng. Cái thứ ba là đưa các hệ thống bàn lưng vào là chỉ dùng hệ thống thủy lực, cho nên ít sử dụng đến hệ thống điện, là đem lại cái hiệu quả tiết kiệm điện tương đối là tốt. Ngay sau khi được tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, cửa hàng thiết bị điện Nga Hưng, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ đã thay thế toàn bộ thiết bị đèn chiếu sáng bằng đèn sợi đốt sang sử dụng bóng đèn LED. Nhờ đó đã tiết kiệm được nhiều điện năng và chi phí cho gia đình.
Sau khi mà được sự tuyên truyền của Điện lực Phú Tiên thì nhà mình đã đổi tất cả những bóng điện ngày xưa, những bóng compact hoặc bóng hình quang sang thiết bị điện bằng bóng nét. Đấy, nên tiết kiệm được rất nhiều. Trước kia một tháng nhà mình hết hơn 1 triệu, chỉ 1,2 triệu. Nhưng bây giờ thì chỉ còn 700-800 một tháng thôi. Để nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, thời gian qua, công ty Điện lực Hưng Yên đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời tổ chức các hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng như chiến dịch giờ trái đất, trường học tiết kiệm điện, gia đình tiết kiệm điện. Nhờ đó đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng. Để chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng điện an toàn tiết kiệm được duy trì và nhân rộng, công ty Điện lực Hưng Yên vẫn đang tiếp tục chỉ đạo điện lực các huyện, thị xã, thành phố tích cực triển khai các nội dung. Tại điện lực thì chúng tôi cũng rất là nhiều các cái giải pháp như đầu tư cải tạo lưới điện, sửa chữa, nâng cấp để giảm một tổn thất điện năng, tuyên truyền đối với các doanh nghiệp nên sử dụng các cái thiết bị điện công nghệ mới để tiết kiệm điện năng. Thì đối với nhân dân và các cơ sở sản xuất, chúng tôi cũng khuyến cáo họ là sử dụng làm sao mà cho nó hợp lý các thiết bị điện ở trong gia đình họ và cũng sử dụng các cái thiết bị có dán mác năng lượng tiết kiệm. Với đa dạng các hoạt động tiết kiệm điện mà công ty Điện lực Hưng Yên triển khai sẽ góp phần cùng với ngành điện thực hiện tốt việc tiết kiệm nguồn năng lượng điện quốc gia, đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng. Sau khi bị thiệt hại bởi dịch bệnh tả lợn châu Phi, lại được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, ba hộ gia đình tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên đã mạnh dạn chuyển sang nuôi đà điểu thương phẩm và bước đầu đem lại hiệu quả. Ngoài được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí mua con giống, 50% thức ăn từ mô hình chăn nuôi đà điểu lấy thịt, gia đình ông Tư, ông Tặng, ông Điển đã đầu tư thêm kinh phí mỗi hộ nuôi từ 4 đến 5 con đà điểu. Đến nay sau 8 tháng nuôi cho thấy đà điểu lớn nhanh, có trọng lượng trung bình từ 80 đến 90kg, dự kiến sau 1 năm mỗi con nặng từ 100 đến 110kg. Theo các chủ hộ cho biết, đà điểu có khả năng chống chịu cao với thời tiết và dịch bệnh, dễ nuôi, lại tận dụng được phụ phẩm sẵn có trong sản xuất nông nghiệp như rau các loại, ngô, cám đỗ nên nhanh lớn, ít rủi ro. Tuy nhiên, khi nuôi đà điểu đòi hỏi phải có chuồng nuôi cao, có khu vườn rộng để đà điểu vận động. Hiện đây là được như vậy là chương trình hỗ trợ cho cái núc 15 cân rồi. Nay mai bán lãi mỗi con khoảng 2 triệu. Thế nhưng mà nếu như ta nuôi được từ núc con bột ý, thì khả năng là thặng dư lãi cao hơn. Tới đây tôi sẽ chăn nhưng mà sang riêng luôn bột về nuôi khoảng 15-20 con. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói việc thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp là một việc khó và nhạy cảm, nhất là trong thời điểm năm 2020, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Tuy nhiên, với phương châm không né tránh, không ngại va chạm, chính quyền xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử vẫn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, là địa phương duy nhất ở huyện Phù Cử tiếp tục xử lý được các trường hợp vi phạm và không để phát sinh vi phạm mới. Trong số các trường hợp vi phạm xây dựng nhà ở và lều lán trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Nguyên Hòa, thì trường hợp của chủ hộ Lê Thị Ngãi ở thôn Sĩ Quý với hơn 70m² nhà máy bằng là trường hợp vi phạm lớn nhất và cũng là gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bằng sự kiên trì thuyết phục vận động của Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch 93A xã Nguyên Hòa, tháng 10 vừa qua, gia đình chị Lê Thị Ngãi đã nhận thức rõ sai phạm của gia đình mình và tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Là nhà mình là biết là sai rồi thì là coi như là thôi thì cũng theo cái chính sách của nhà nước là cũng giải tỏa thì trả lại cái mặt bằng. Chúng tôi bố trí lực lượng là quay hỗ trợ gia đình về nhân công, máy móc và tất cả các phương tiện đảm bảo cái việc an toàn và tháo dỡ. Thứ hai là trong quá trình làm thì thực ra là cũng vừa làm vừa tuyên truyền vận động để gia đình có những cái hiểu biết và cũng không có một cái suy nghĩ lệch lạc. Xã Nguyên Hòa có 83 hộ xây dựng công trình nhà ở, nhà tạm trái phép trên đất nông nghiệp với diện tích trên 1.800m². Đến nay, 100% các hộ đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, trong đó có 61 hộ đã tháo dỡ hoàn toàn với tổng diện tích trên 1.300m². Còn 4 cái hộ nữa chưa thực hiện xong thì anh em chúng tôi trong cái thời gian này cũng vẫn đang tiếp tục xuống từng hộ để động viên tuyên truyền các cái hộ vi phạm để thực hiện cái việc bắt buộc phải tháo dỡ. Từ giờ đến 30 tháng 12 thì là chúng tôi sẽ thực hiện xong cái việc giải tỏa xong các cái công trình hiện tại còn ở trên địa bàn.
Trong khi nhiều địa phương trong tỉnh buông lỏng quản lý đất nông nghiệp để phát sinh nhiều vi phạm mới và tái vi phạm xây dựng trái phép trong năm 2020, thì ở xã Nguyên Hòa, bằng sự mạnh dạn, không ngại va chạm, chính quyền xã đã xử lý được những vi phạm lớn và không để phát sinh những vi phạm mới. Đây cũng là tiền đề để xã Nguyên Hòa lập lại trật tự trong quản lý đất đai, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội. Chương trình sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Trong 3 ngày từ 11 đến 13 tháng 11, tại trường Trung học Phổ thông Tiên Lữ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi Trung học Phổ thông cấp tỉnh năm học 2020-2021. Tham gia hội thi có 74 giáo viên giảng dạy 4 bộ môn ngữ văn, hóa học, sinh học và vật lý ở các trường Trung học Phổ thông trên toàn tỉnh. Các giáo viên tham gia thi với 2 nội dung: thực hành một hoạt động giảng dạy và trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trong thời gian không quá 30 phút. Kết quả có 54 giáo viên được công nhận đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi năm học 2020-2021 cấp tỉnh. Hội thi góp phần phát hiện, công nhận, tôn vinh các giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, đồng thời tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân, nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nghề nghiệp. Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng 10 triệu người mắc viêm gan B, trong đó phần lớn là viêm gan B mãn tính. Các bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hưng Yên cho biết, người lành mang bệnh viêm gan B thể ngủ, tạm thời virus không hoạt động, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của gan, không cần điều trị bất kỳ một loại thuốc nào. Vì thế, việc duy trì sức khỏe tốt để ngăn chặn sự bùng phát của virus viêm gan B đòi hỏi người mang virus phải hết sức lưu ý, không được chủ quan. Đầu tiên là giữ sức khỏe tốt, tăng cường sức đề kháng, không để virus có cơ hội nhân lên. Tuyệt đối kiêng rượu, bia và các loại nước giải khát có cồn. Không hút thuốc lá, hạn chế mỡ động vật, tham gia các môn thể thao như thể dục nhịp điệu, đi bộ, bơi hoặc chơi cầu lông. Để phòng chống lây nhiễm cho người thân và cộng đồng, người mang virus khi sinh hoạt tình dục cần sử dụng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức chương trình khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 250 đối tượng thuộc diện chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Các đối tượng thuộc 6 phường xã Hồng Nam, Quảng Châu, Hoàng Hanh, Tân Hưng, Phương Triều và phường Hồng Châu đã được đoàn y bác sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng quát. Nội dung khám bệnh gồm kiểm tra huyết áp, siêu âm, khám tim mạch, tai mũi họng. Và mỗi đối tượng được nhận một suất quà và thuốc trị giá 150.000 đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung sức cùng xã hội chăm lo đời sống, giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất. Những năm qua, các ngành địa phương ở Hưng Yên đều phát động những phong trào thi đua phù hợp nhằm động viên đông đảo cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia. Nhiều phong trào được triển khai và có sức lan tỏa sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân như phong trào thi đua, cả nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, thi đua quyết thắng, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, cựu chiến binh gương mẫu, phụ nữ tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua liên kết, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển. Thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, thi đua dạy tốt, học tốt. 5 năm qua, từ các phong trào thi đua yêu nước, Hưng Yên đã có gần 900 tập thể cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý như huân chương độc lập, huân chương lao động do nhà nước trao tặng, cờ và bằng khen của chính phủ. Đây là những bông hoa rực rỡ nhất trong một vườn hoa đẹp đã được tôn vinh trong các hội nghị, các phong trào thi đua của tỉnh thời gian qua, đồng thời là động lực để cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục tăng cường đoàn kết, chung sức đồng lòng, chủ động, sáng tạo, nỗ lực thi đua, quyết tâm giành nhiều thành tích to lớn hơn, toàn diện hơn nhằm hướng tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ 9, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, tỉnh công nghiệp vào năm 2025.